thật đẹp cái đầm này đúng không? Mê lắm. Hai bên họ rút, hai bên họ rút cho mình hết trơn rồi. Trời ơi cái quần này nè, bằng mút mặt đầm không đẹp các bạn. Phải mặc bằng cái quần silicone mới đẹp, còn mặc cái loại mút này nè nó không đẹp. Thôi bữa nay tướng CC không đẹp đâu, các bạn đừng nhìn tướng CC nha. Nhưng mà nói chung là về cái áo đầm nè, hai bên họ rút sẵn cho mình hết trơn rồi, thun ha, kiểu đơn giản như vậy. Cái này các bạn thắt beo được ha, nó đổ 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 như vậy nè. Đây là những kiểu đầm tuyệt đẹp, dễ mặc dễ giặt, đi đâu mang theo rẻ tiền. Đây là đầm đi du lịch thôi, thích lắm các bạn, mặc nhìn hay lắm. Các bạn thấy eo không, tuyệt vời luôn, phải nói là tuyệt vời luôn. Và tiếp theo đây các tình yêu ơi, nói về cái áo này trước đi. Đây là loại vải bố dạng vest ha, hai lớp hiệu Tommy Hilfiger size 12 nha các bạn. Đây là dạng vest lửng, các chị em mặc với quần tây, mặc với quần jean, mặc với đầm ôm, mặc với đầm xòe đều đẹp cả. Ồ, cái chỗ này nó bị như vậy một chút rồi, nhưng mà nắm kéo nó cũng sẽ đi vào được, hoặc là mình sẽ lận nó vào bên trong. Đây, để CC coi thử coi tình hình nó như thế nào ha. Size 12 nha các bạn. Cái áo cực kỳ đẹp luôn, thấy thích quá mua liền luôn các bạn. 149 đô cái áo này, CC mua 70% off. Đó, nó bị chỗ này một chút thôi. Các chị em ở Việt Nam thì chắc các bạn sẽ làm được, hoặc là các bạn ở Mỹ ha. Thật sang và thật đẹp luôn. Size 12. Tuyệt vời. Phải nói là tuyệt vời cái áo này. Và tiếp theo đây, năm nay mặc đồ như vậy các bạn, những cái dạng quần lửng này hãng nào cũng có hết. Cái quần CC đang mặc là hiệu Michael Kors size 2, CC mặc không có vừa, rộng rinh à nè. Với hiệu Michael Kors họ may cái size lớn đó, cho nên CC nghĩ á, CC mà mặc chắc phải là size số 0, một số 0 hoặc là hai số 0 mới mặc vừa ha. Còn cái quần này size 2 nó rộng như vậy nè, nếu mà CC bóp vào thì nó có thể rộng tới 6 phân. Quần này là mặc ngắn tới mắt cá hoặc là trên mắt cá ha. Các bạn cao thì các bạn mặc nó lửng lên rất là đẹp luôn. Cái mình vải nó giống như là xoa hay cái gì đó, rất là đẹp. Mặc như vậy nha các bạn, khoảng 6 phân nha. Bụng bạn nào to hơn CC đó, nói chung là bụng các bạn khoảng 80 là các bạn mặc vừa cái quần này đó. 80 hoặc là 78, 79 gì đó là các bạn mặc được cái quần này. Thật là tuyệt vời luôn. Size 2 hiệu Michael Kors 110 đô, 50% off. Mua là mua những cái thương hiệu như vậy nha các bạn, mua cái brand name. Mà những dạng quần này các bạn mặc đủ các loại áo, mặc áo sơ mi trắng tay dài, áo bỏ trong cũng được, hoặc là mặc, trời ơi CC nói là dễ mặc vô cùng mà thật là đẹp luôn. Nếu nó không phải là hiệu Michael Kors, CC không có mua đâu. Đây là màu xanh, giống như xanh dương vậy đó, xanh biển, xanh dương gì đó. Cái form quần đẹp lắm luôn. Bây giờ với những cái áo như vậy, các chị em mặc những cái dạng áo thun, nó ngắn tới như vậy thôi, kéo phùng phùng lên cũng rất đẹp ha.
Nhưng mà bộ này xin mặt rộng lắm. Nó mặc như vậy đủ đẹp rồi các bạn. Thật là tuyệt vời luôn. Mê luôn đó. So sexy và đẹp lắm luôn đó cái quần này. Size 2 nha. Những cái hộp nút. Đẹp, phải nói là quần này đẹp lắm đó các bạn. Phải nói là quần này đẹp lắm đó các bạn. Mặc với áo gì cũng đẹp, áo thun dài tay, ngắn tay, sát nách, áo sơ mi trắng, áo bỏ trong quần, cái gì cũng đẹp hết. Và đây là cái kiểu áo hot nhất luôn. Hết rồi, hết rồi. Các bạn vừa mặc thành áo, vừa dùng làm áo khoác. Đây là dạng crop top ha. Thật là đẹp lắm luôn. Nè. Thật là dễ thương. Áo này CC có hai cái. Cái CC đang mặc là size medium, cái kia là size small. Nhưng mà CC để lại cái small để mặc ha, CC bán cái medium này thôi. Hết rồi các bạn. Còn hai cái lấy luôn đó. Nhìn hay hay lắm. Mình phải theo thời trang nha. Áo này thì bạn phát với đủ các loại luôn. Còn cái quần này thì cũng dễ mặc lắm. Chị em nào muốn mua mua nha. Bạn nào mà không có phải là size 2 mà các bạn muốn mua cho CC biết, CC đi ra mua ngoài mall của CC bán này. Còn đủ size đó, mới mà. Đó, size 2 mặc không vừa. Hiệu này size 2 CC mặc không vừa. Mấy hiệu kia size 2 CC mặc vừa. Thật là đẹp quần này. Và tiếp theo đây, thật là trẻ trung và xinh đẹp đúng không ạ? Không còn một điểm nào có thể chê bộ này. Quá xuất sắc luôn các bạn. Mùa hè mà như vậy thôi khỏi nói rồi. Thật là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Bộ này size small. Cái áo này các bạn rút dây được ha. Rút cho nó ngắn lên một chút. Nhưng mà vì CC thích mặc rộng, cho nên CC để như vậy. Các bạn rút dây lên thì nó ngắn lên một chút. Phần dưới có cái bo, cho nên là các chị em không có sợ bị nó méo mó gì hết á. Nó đổ sẵn cho các bạn rồi. Ai mà mặc nó bị dư những cái cục mỡ đằng sau đó. Ai mặc đồ ôm mà nó dư những cái cục mỡ đằng sau đó. Thì các bạn cần phải mặc những cái loại áo nó phùng phùng như vậy để nó che những cái ngấn mỡ sau lưng các bạn này. Thật là tuyệt vời. Với cái váy này các chị em có thể lựa hai cái áo này đi chung với nhau được. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Mình vải phi bóng. Các bạn mặc với cái váy này rất đẹp luôn. Nhưng mà vì cái áo này nó là hai dây cho nên CC muốn mặc để cho các bạn xem, chiếc áo này thì dễ quá rồi. Áo này là áo sơ mi mà. Bạn nào lớn tuổi, nhu mì một chút, lựa cái áo sơ mi này. Vì cái váy này nó có điểm những cái màu xanh của cái áo. Thì đây ha. Một thương hiệu nổi tiếng, rất là nổi tiếng luôn nha các bạn. Và đây là cái áo thun, thương hiệu thời trang ở Mỹ. Loại áo này là bán cực kỳ hot luôn. Tướng các bạn đẹp, không có cái bụng to thì các bạn mới mặc được những loại áo thun ôm như vậy. Với cái váy này, mặc với cái áo này tuyệt đẹp. Nhưng nhớ, bụng bạn phải nhỏ, không có cái bụng bự. Không có cái bụng bự thì mới mặc được cái áo thun ôm này. Còn cái áo CC đang mặc
Bạn nào có cái bụng bự, bụng to thì mặc cái áo này. Áo này dành cho bạn có cái bụng to. Áo này thì cũng dễ mặc lắm. Áo này thì bạn cột. Để xem coi đằng sau ta. Đằng sau nó chỉ là như vậy, nó không có thun. Cột nhưng mà nó cũng có thể phùng phùng được. Nó không có phùng được nhiều như vậy, nhưng mà nói chung là nó cũng có phùng phùng được. Tức là áo này thì người có bụng rất to, áo này người cũng có bụng to mà to vừa vừa, áo này dành cho các bạn bụng nhỏ, da trùng, da nhăn. Đó, ba cái ha, đều mặc với một cái váy rất đẹp luôn. Thì các bạn nào muốn mua cái nào thì chụp hình cái đó ha. Và bộ này một cái váy thôi, ba cái áo đủ rồi. Hoặc là các bạn có thể mặc áo hồng nè, áo đỏ nè. Và tiếp theo đây, hôm nay CC đi ra mall, CC thấy họ để cái hình như vậy, nhưng mà cái thương hiệu của họ khác với thương hiệu của mình. Vừa thấy hình cái là CC nhớ trong đầu liền, rồi ở nhà mình có bộ này y hệt. CC mặc cho các bạn xem này, CC đứng nhìn thật là kỹ luôn. Trời ơi, sao mà model họ mặc một bộ đồ đơn giản như vậy mà đẹp như vậy, là tại vì sao? Vì người của họ đẹp. Cái áo thun ôm như vậy, nó nổi lên những cái hình như vậy ở bụng họ, và thấy được cái lỗ rúng. Thì bây giờ về CC mặc, CC thấy nó cũng y vậy nè, các bạn thấy không? Vì đây là cái áo thun, nó ôm vào người. Áo này dài lắm, dài tới gần mông CC luôn, qua mông á. Họ mặc áo bỏ trong, cái váy xệ như vậy, thấy cái lỗ rúng nè. Giờ CC mặc cũng thấy cái lỗ rúng hai cái rãnh nè đó. CC đi vô mò, CC để ý lắm, CC nhìn thấy người ta mặc cái gì đó, CC đi tìm kiếm mua. Còn nếu không á thì CC về, nếu không CC về nhà tìm coi, mình có cái bộ đồ tương tự như vậy hay không, CC phối cho các bạn liền. Đây, y hệt như vậy CC thấy ở ngoài mò, nhưng mà là thương hiệu khác chứ không phải thương hiệu này. Cái váy da mặc xệ dưới lỗ rúng khoảng 5 phân luôn, nhưng mà bên trong họ mặc một cái áo thun ba lỗ y như vậy nha các bạn, y hệt cái áo thun ba lỗ nha, y như vậy. Họ bỏ vô như vậy, CC thấy được cái lỗ rúng của họ mà. Thì đây nè, bây giờ về mình mặc nó cũng thấy cái lỗ rúng nè, là tại vì cái loại áo thun này nó mới làm cho các bạn thấy được, trời ơi, đẹp sexy vô cùng cái tình yêu ơi. Đó, bạn nào da trùng, da nhanh, mặc quần ren là mặc được bộ này. Tại đâu có lòi lòi mỡ gì đâu các bạn lo. Trời ơi đẹp quá các bạn ơi, đẹp đẹp đẹp. Cái váy này mua lâu rồi đó, để dành đó. Mà chưa biết cách mặc như thế nào cho nó đẹp, tại vì nó rộng nè. Nhưng mà ngày hôm nay không ngờ là CC nhìn thấy CC mê luôn, về nhớ liền, phải review cho các bạn liền luôn. Phải mặc áo trắng mới đẹp nha. Áo đen không không thấy ạ. À, không thấy họ có không ta? Không, áo trắng, CC thấy áo trắng. Nếu các bạn mặc bộ, và CC nghĩ nếu các bạn mặc bộ này, các bạn đeo một cái sợi dây dù, dây màu đen dài tới đây cũng được, một cái mặt dây chuyền lớn bằng hộp Moissanite giống như CC bán đó, tròn hay là thẻ bài gì đó, với cái bộ này là đẹp xuất sắc luôn. Trời đúng rồi các bạn ơi, mặc cái áo thun này nè, nó thấy cái lỗ rúng nó trũng vô nè, sexy vô cùng, đẹp vô cùng cái bộ này luôn đó các bạn. Trời ơi, đơn giản rẻ tiền mà đẹp quá các bạn ơi. Đó, những nhà design người ta design sẵn đó cho mình rồi thì mình theo cái đó thôi. Lý do CC cầm cái áo này là tại vì họ mặc cho cái con mannequin cái áo thun này, cái váy da này, và họ khoác cái áo đen như vậy nè. Con mannequin mặc như vậy và một cái hình to thật là to ở trong tiệm thì họ không có mặc cái áo này lên, họ chỉ mặc cái bộ này xách một cái giỏ lớn, nhưng mà con mannequin thì họ khoác như vậy. Trời ơi, CC nói bộ này đẹp mê hồn luôn á. Xuất sắc không các bạn? Trời ơi, tuyệt vời, phải nói là trên cả tuyệt vời. Mê luôn cái tình yêu. Đơn giản, lịch sự,
mà đẹp. Cái này thì rẻ tiền nhưng mà cái váy này hơi đắt chút xíu thôi, xíu xíu thôi. Và đây, cái váy này và cái áo này là hai thương hiệu khác nhau nhưng mà là hai thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Áo này CC cũng review nhiều lần rồi. Đây, nó như là nhung nỉ, nó có chất liệu thun, cái tay bằng da cho nên phù hợp với lại cái váy da này. Đó, CC thấy như vậy nè các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Mê ly luôn. Trời ơi, tuyệt vời. Đúng là thấy cái lỗ đúng. Thật là sexy. Và tiếp theo đây. Trời ơi, bộ này là tuyệt đẹp các bạn. Trước khi nói về bộ này, để CC nói về cái áo này. Cái áo này có một cô em ở bên Việt Nam đã mua rồi. Nhưng mà CC để đâu đó thất lạc. Cũng lâu rồi không có tìm được. Cho nên là CC đã nói với anh Sa thôi. Trả tiền lại cho cổ giùm em và nói lời xin lỗi. Thì hôm nay chị tìm được. Thì bây giờ em có muốn mua lại cái áo này thì em mua ha. Đây là mình vải, nó có chất liệu thun một chút, kiểu rất là đẹp ha, sang lắm. Cái tay nè, và ăn tiền nhất là chỗ cái phần bụng. Đây là loại con CC mặc. Các bạn nào mà có cái nay bụng, 10 bạn là hết 10 bạn thích. Có cái nay bụng mô mỡ cứng thì bạn cần mặc những cái loại áo như vậy. Khi các bạn ngồi xuống các bạn ăn thì cái phần này nó che cái bụng các bạn, không có thấy cái bụng là đẹp rồi. Các bạn có đứng, các bạn có đi, các bạn có làm cái gì, cái phần này nó cũng che hết cho các bạn rồi. Cái áo này thật là tuyệt đẹp đó. Xin lỗi em là chị để đâu nhiều đồ quá, chị kiếm không ra. Mới vừa nói với anh Sa gửi tiền lại cho em hôm qua thì hôm nay chị tìm thấy. Đó, thì em muốn mua thì chị gửi về cho em trong đợt này ha. Size small. Còn nếu như em không muốn mua thì chị em nào muốn mua thì mua. Bộ này tuyệt đẹp luôn. Cái áo này, cái mình vải họ xếp ly gân gân. Cái váy này họ cũng xếp ly. Thành ra hai cái nó đi với nhau, nó có cái độ bóng, nó có cái xếp ly. Và với cái kiểu này thì mặc phải nói là tuyệt vời. Bộ này là size medium. Áo medium, váy cũng medium. Đây là sợi dây buộc lại ha. Thật là dễ thương bộ này. Dễ thương, đẹp, lịch sự. Nếu mà bạn nào mà có cái vai ngang thì mặc nó đẹp như vậy nè. Còn vai CC nó xui cho nên nó rủ xuống ha. Vai của bạn có như vậy. Vai của bạn, vai ngang lên đẹp lắm luôn. Cổ khoét thật là đẹp. Đó, như vậy nha. Xuất sắc bộ này đó. Dành cho các chị em có cái mô mỡ cứng, bụng to to một chút. Và tiếp theo đây, đây là cái áo thật là xuất sắc luôn, hiệu Michael Kors, mình vải có chất liệu thun một chút, thun, yes, không có nút cài, chéo từ ở đây qua tới đây, ở phía trước họ may hai lớp có thun, họ làm cho nó phùng lên như vậy. Ở đằng sau thì cái vạt nó lại là như vậy, tức là vạt trước vạt sau khác nhau. Các bạn lưu ý hiệu Michael Kors size lớn lắm. Áo này là size X small mà CC mặc nó như vậy. CC bị vai xui nha. CC thường nhắc với các bạn là vai của CC là vai xui. Cho nên CC mặc những cái loại áo có tay như vậy không được đẹp. Thích thì mặc thôi, nhưng mà không đẹp bằng các bạn vai ngang. Các bạn vai ngang, các bạn mua cái size này thôi à. Nếu mà các bạn size small thì cũng chỉ mặc X small thôi. Đó, rộng như vậy luôn. Hiệu này đó, họ may size lớn. Thành ra chị em nào size small thì mặc X small. Chị em nào size medium thì mặc size small. Áo này CC mua 3 cái, 3 size. Cái CC đang mặc là X small. Còn hai cái kia là small và medium. Áo size medium các chị em size large mặc được. Bụng to nha, áo này là dành cho các bạn bụng to đó. Sang và đẹp lắm. Hiệu Michael Kors ha.
Áo này là không cần ủi nha, khỏi ủi luôn. Các bạn mặc với quần tây màu đen, màu kem, mặc với quần jean đều đẹp cả. Đó giống như CC mặc. Quần này nhiều bạn nhờ CC mua lắm nhưng mà hết rồi các bạn, không còn. Có size 2 là CC mua cho CC mặc hết à. CC không nhường lại cho các bạn được. Là tại vì CC cần. Thì CC đã mặc rồi thì làm sao mua cho các bạn được nữa, ngoại trừ các bạn mua size lớn, mà size lớn thì nó lại không có. CC đi mall nào CC cũng kiếm cái loại quần này cho các bạn hết á mà không có. Đó thì cái áo này mặc với quần tây, mặc với quần jean rất đẹp ha, thật đẹp, đẹp mà lịch sự nữa. Các bạn mặc vừa nó sẽ đẹp hơn CC ha. CC thiếu chiều cao rồi ốm nhách ốm nheo nữa cho nên là mặc nó không có vừa. Có bạn hỏi CC là bao nhiêu pound, CC có 96 pound à, 97 đi, cỡ cỡ đó, 96 97 pound. Đẹp ha. Nhìn cái áo thôi, đừng nhìn cái quần ha. Chỗ này là họ để cái móc cho mình sẵn rồi. CC thích cái áo này là ở đằng trước nó như vậy thì cái bụng mình to cỡ nào nó cũng che được, nhưng mà ở đằng sau thì nó lại là như vậy, cho nên đó là cái CC thích đó các bạn. Cái tay thì mình săn lên tới đâu mình săn nè, có cái nút gài lại, đơn giản dễ mặc mà đẹp. Ai mời các bạn đi ăn đó, tự tin mà mặc cái áo này, tự tin luôn đó, mặc khỏi thấy bụng luôn, cho các bạn ăn buffet một bụng no luôn cũng không thấy. Áo này là áo che cái bụng. Và tiếp theo đây, đây là cái váy mình vải xô mà các bạn nhắn tin nhiều lắm. Màu trắng thì rất dễ mua, màu cũng dễ mua, nhưng mà những loại váy mà mình vải xô màu đen rất là khó mua. KT cũng khó mua, vải xô cũng khó mua. CC có hai cái này là mình vải KT, cái kia là mình vải xô màu đen. Thì với những cái váy như vậy, các chị em mặc với những cái áo như vậy là tuyệt đẹp luôn. Áo này CC còn hai cái size medium. Hết móc áo luôn rồi các bạn ơi. Cái này size medium. Cái này size medium. Ngày hôm qua CC mặc một cái cũng là size medium và cái này là size small nè. Nhưng mà CC mặc medium nó sẽ vừa hơn. Ngày hôm qua CC mặc medium rồi cho nên hôm nay CC muốn mặc size small để cho các bạn xem. Mặc small là như vậy. Cái này các bạn muốn cột trước cột, cột sau cột ha. Đó thì coi như bây giờ là còn được có ba cái này thôi. Hai cái medium, một cái small. Đó, small mặc là như vậy nha các bạn. Còn cái này ai cũng mặc vừa hết. Là tại vì nó cột. Ở đằng sau nó có khung rồi, mình ăn gian được. Rồi các bạn cột. Cái này mặc ấu ngực được ha. Các bạn muốn cột làm sao đó các bạn cột ba. Nè, mặc như vậy. Nếu mà bụng các bạn đẹp thì các bạn cột như vậy thôi. Còn bụng các bạn mà cảm thấy thiếu tự tin thì cột trước, người ta làm dây dài để cho mình cột luôn đó. Đây, hở tí tẹo chỗ này thôi, rất là dễ mặc những kiểu áo như vậy mà đẹp nữa. Mặc với quần tây cũng đẹp, mặc với váy cũng đẹp, nói chung là bộ này là tuyệt vời đó. Chỉ có hai cái váy đen thôi, một cái này là mình vải KT, một cái kia là mình vải xô thôi nha, là màu đen đó. Chỉ có hai cái duy nhất thôi. Mình vải thun lạnh thì các bạn dễ mua, màu này màu kia các bạn dễ mua, màu đen màu xanh đen là rất khó mua. Có thể là tại nó ra ít hay là người ta mua nhiều thì cái đó mình không biết được. Tuyệt đẹp ha. Áo này nhớ nha, còn ba cái.
hai cái medium, một cái small. Thật là tuyệt đẹp, xuất sắc các bạn. Và tiếp theo đây, một cái áo đẹp xuất sắc luôn, với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Mình vải phi, mát lạnh luôn, size lót. Cái áo này các chị em mặc quần tây đen, mặc quần jean, mặc váy đen, ôm, dài, xòe, ngắn, lẫn, đẹp xuất sắc luôn. Áo này nè, đẹp, tiện lợi, dễ mặc, mà sang nữa. Các bạn biết cái màu mà nó giống như là con cọp vàng và da beo như vậy. Mặc sang lắm, đẹp lắm. Cái này nó không có size nhỏ, chứ có là CC mua mặc liền luôn. Áo bỏ trong quần, hoặc là bỏ ra ngoài, hoặc là cột lên. Trời ơi, CC nó đẹp xuất sắc luôn cái màu này. Một cái duy nhất, size lót nha. Và đây chị em nào mới hỏi CC, CC ơi còn cái áo khoác nào size lót không? Đấy, em kiếm được cái này. Cái này em mua nhiều lắm, bán hết trơn rồi. Cái này mình vải thun lạnh ha. Size lót, hiệu Calvin Klein. Rẻ tiền thôi, không có đắt tiền. Mặc những cái áo như vậy, hàng hiệu, các bạn để hoài hoài luôn. Nói chung là áo này các bạn mặc 3 mùa luôn. Mùa đông thì không mặc được, tại nó lạnh lắm, thun lạnh nè. Đây là hai cái áo size lót đẹp xuất sắc luôn đó, mà các chị em rất cần để mua. Áo này là quá cần rồi, áo này là quá đẹp rồi. Và đây là cái váy với một thương hiệu nổi tiếng luôn. Rồi, cái mạc nó giăng đâu? À đây nè, ở trong. Đây, không thấy được. Thật là đẹp. Nó có cái logo ở đây, nó cũng là size X small, CC mặc không vừa, 2 phân, 4 phân, 5 phân. CC phải bóp lại khoảng 5 phân thì nó như vậy. Váy này là rất đẹp luôn đó các bạn ơi, đẹp lắm luôn đó. Cái độ co giãn không có nhiều, rộng ha. Nếu các bạn chịu mặc xệ như vậy, thôi không đẹp đâu, không được đâu. Mặc phải cho nó đúng cái eo, rộng khoảng 5 phân. Các bạn mặc với cái áo này là tại vì các bạn nhìn nó giống như da vậy đó, nhưng mà không phải da. Sờ tay vào, nó nổi nổi, caro 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 ha, nó nổi lên. Thì các bạn mặc với lại cái áo này. Áo này mặc trước là kim sa, mặc sau là thun bình thường, thun mát lắm. Ở bên trong cái áo này họ lót rồi, cho nên các bạn sẽ không bị châm chích, không bị ngứa, không bị gì cả. Cái áo này bỏ ra ngoài là như vậy. Áo này là size small. Các bạn có thể thâu cái dây lên, hoặc là các bạn mặc như vậy. Các bạn cao, áo bỏ ra ngoài, rất sang và đẹp ha. Rộng rãi, thoải mái, size small. Mặc với quần tây rất là đẹp luôn đó. Còn nếu mặc với cái này thì các bạn bỏ ở bên trong mới đẹp. Còn bỏ ra ngoài là mặc với quần tây. Thật là đẹp bộ này đó các bạn. Váy size X small mà rộng, thật là rộng luôn ha. Áo này tuyệt đẹp, phải nói là tuyệt đẹp cái áo này đó các bạn. Sang lắm. Các bạn Việt Nam mặc được nha. Mát lắm, thích lắm. Và cái áo khoác này ha. Mùa này mặc áo khoác này nha. Thật đẹp luôn đó các bạn. Tuyệt vời đó, xuất sắc luôn đó. Áo khoác là size X small. Cái áo khoác này nó rất là tuyệt với lại cái áo bên trong. Đẹp, vô cùng là đẹp. Với lại những thương hiệu vậy sao không đẹp được bạn. Xuất sắc luôn đó.
Và tiếp theo bộ này đẹp quá các tình yêu ơi. Trời ơi, không có một điểm nào chê luôn. Xuất sắc. Những kiểu áo như vậy nè, các chị em mặc ống ngực đẹp không? Thấy cái dây ống ngực là đẹp đó. Nếu các chị em tìm được cái ống ngực mà nó phù hợp với lại cái áo thì đẹp hơn. Còn nếu không thì các bạn mặc như vậy, nhìn rất sexy và đẹp. Ngày xưa Sisi thấy các bạn mặc mà nó lòi dây áo ngực ra các bạn ngại lắm, sợ lắm, nhưng không có. Nhìn người Mỹ họ mặc, bây giờ các bạn quen rồi đúng không? Thấy dây áo ngực mới là đẹp. Quá là đẹp. Cái này là cái design của họ nha, chứ không phải là cái bell ha. Họ chỉ đính chút xíu như vậy thôi. Cái áo này size medium, mình vải phi. Áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Còn cái váy này, váy này là thương hiệu ở Mỹ thôi. Nhưng mà cái phọt của cái váy này may rất đẹp. Size small mà CC mặc rộng cũng khoảng 5-6 phân. Cho nên CC mới phối với cái áo này. Cái áo này các chị em mặc với lại quần tây đẹp lắm luôn. Nếu mặc với cái váy này thì áo bỏ bên trong, tại vì cái váy này nó có cái sợi dây này ha. Còn các chị em mặc với quần tây thì các bạn bỏ ra. Cái áo này là kiểu của bên Cali mà. Ai cũng có hết, bảo đảm luôn, mấy chục năm trời không hề thay đổi cái kiểu này. Toàn là những thương hiệu nổi tiếng không đó các bạn. Đây, ở đằng sau có cái dây buộc cái nơ. Tùy các bạn muốn cột đúng lên như vậy hay cột cho nó đổ xuống. Khi các bạn cột là nó đúng lên cái cổ như vậy nó rất là đẹp. Nên xong. Mặc với quần tây thì áo bỏ ra ngoài, với điều kiện các bạn đúng size medium, các bạn cao một chút, mặc sao cho nó tới nửa cái mông là rất đẹp ha. Mình vải phi rất là đẹp luôn các bạn. Thật là tuyệt vời luôn. Đó. Còn mặc với lại cái váy này thì các bạn bỏ áo bên trong. Thật là tuyệt vời luôn. Nhìn các bạn mảnh khảnh. Các bạn mà mặc đồ vải phi đó, nhìn các bạn hay lắm các bạn. Đàn ông họ thích phụ nữ mặc vải phi lắm. Đó. Xuất sắc không? Mê không? Chắc chắn là phải mê rồi các bạn. Mê chết luôn. Trên cả tuyệt vời ha. Bye bye. I love you.